Cô chào các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với đề tài mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Cô đố các con đây là hiện tượng tự nhiên nào? Đây là hiện tượng mặt trời mọc. Thế mặt trời mọc vào lúc nào? Mặt trời mọc vào buổi sáng. Thời điểm mặt trời mọc gọi là gì? Thời điểm mặt trời mọc gọi là bình minh. Trời mọc lên từ hướng nào? Mặt trời mọc lên từ hướng đông. Thế các con có biết mọi người thường làm gì vào buổi sáng? Mọi người thường thức dậy, tập thể dục, ăn sáng. Người lớn thì đi làm, còn các bạn nhỏ thì đi học. Thế các con thấy ánh nắng mặt trời buổi sáng thì như thế nào? Ánh nắng của buổi sáng sớm rất tốt cho da và xương khớp. Vì vậy chúng ta hãy phơi nắng vào lúc sáng sớm để cho da và cơ thể có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng. Người lớn thì giúp phòng ngừa loãng xương, còn các bạn nhỏ thì không bị bệnh còi xương. Bây giờ cô mời các con hãy quan sát tiếp nha. Đây là thời điểm nào trong ngày? Đây là buổi trưa. Buổi trưa ánh nắng mặt trời như thế nào? Ánh nắng mặt trời buổi trưa thường chói chang và gay gắt. Ánh nắng mặt trời vào buổi trưa có ích lợi gì? Đó là giúp mẹ phơi khô quần áo nè, và các thiết bị sử dụng bằng năng lượng mặt trời sẽ tích được nhiều điện. Buổi trưa, nếu chúng ta đi ra ngoài nắng thì chúng ta cần làm gì? Ánh nắng vào buổi trưa thường gay gắt, rất có hại cho da. Nên nếu chúng ta ra ngoài vào lúc trưa thì cần che chắn cẩn thận, như là đội nón rộng vành, mặc quần áo để mà chống nắng, đeo kính mát. Nếu cần thiết thì hãy sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da. Còn đây là thời điểm nào trong ngày? Đây là buổi chiều. Khi ông mặt trời lặn thì còn được gọi là gì? Khi mặt trời lặn còn được gọi là hoàng hôn. Mặt trời lặn về hướng nào? Mặt trời lặn về hướng Tây. Thế mọi người thường làm gì khi hoàng hôn buông xuống? Khi mặt trời lặn cũng là kết thúc một ngày, mọi người trở về nhà quây quần bên gia đình của mình. Các con vật và cây cối cũng như đang nghỉ sau một ngày hoạt động. Thế lúc đó thì hiện tượng tự nhiên nào xuất hiện? Lúc đó thì mặt trăng và các vì sao sẽ xuất hiện. Mặt trăng thường xuất hiện vào thời điểm nào trong ngày? Mặt trăng thường xuất hiện vào ban đêm,
hay còn gọi là buổi tối. Ánh sáng mặt trăng thì như thế nào? Ánh sáng mặt trăng dịu nhẹ, soi sáng và cho con người có cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc. Vào những đêm bầu trời nhiều mây và có mưa thì chúng mình có thấy mặt trăng không? Vào những đêm bầu trời nhiều mây và có mưa thì chúng mình sẽ không thấy mặt trăng, vì lúc đó mây nhiều sẽ che mặt trăng. Vào những ngày giữa tháng, mặt trăng tròn và rất sáng. Trăng khuyết vào những ngày đầu tháng và cuối tháng. Cô đố các bạn, đây là gì? À, đây là sao. Các vì sao là những hành tinh. Có những vì sao lớn hơn trái đất, nhưng là ở rất xa, nên chúng ta nhìn thấy rất nhỏ trên bầu trời. Ánh sáng của các vì sao cùng với ánh trăng tỏa sáng bầu trời vào ban đêm. Thế chúng mình thường đi ngủ vào lúc mấy giờ? Theo cô, các con nên đi ngủ vào lúc 8 giờ tối là tốt nhất. Vì nếu chúng ta ngủ muộn quá, thì ngày hôm sau khi đến lớp, chúng ta dễ bị ngủ gật, mệt mỏi và trí nhớ không được tốt. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng đều được gọi là những hành tinh. Và chúng ở rất xa trái đất của chúng ta. Trái đất của chúng ta cũng là một hành tinh nữa đó. Buổi tìm hiểu về mặt trời, mặt trăng và các vì sao của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Cô chúc các con luôn ngoan, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô. Các con nhớ đi ngủ sớm để ngày hôm sau thức dậy đúng giờ để chúng ta đến trường chơi với cô và các bạn. Cô chào các con và hẹn gặp lại.